ấm mà là mà xa cả là không hoa là khem mà đang đập đa ô bất chấp lên mà là mà ô cô lô cô bố cô in ban tin ca không khoa là xa là bà là xa nít à mấy nô mà nô bột ngọt bột ngọt cái gì bột ngọt chống nưa bà sáu tôi không biết nữa. Cái gì mà có kho bột ngọt trong đó đấy. Y mà xem mà có là bột ngọt có kho tiêu. Cho kho tiêu cho thêm miếng mắm thêm. Hai sợi mòn này trên này mà trên nào vô đây trên nào bút tiêu chanh. Bút tiêu chanh. Bút tiêu chanh. Chúng này coi đó gì à? Chắc bệnh gà chả đòn. Chú nói gì chú? Thấy không nó nói gì chú? Thì bên đây rủ bên đây nè đi massage hôm nay nói giờ già cả đi không có nổi em từ chối dạ. Bởi vì em nói vô đó chỉ có ăn muối tiêu chanh nổi thôi chứ giờ làm gì nổi cái gì đó ha ta na sa o wa wa ma na si na lon li cha da ơi xong lên mà sợ không muốn trả lại muốn biết hơn không biết hơi biết hơi ông đi hai mình sẽ làm khách sạn hai em vui được đó không thật vui nhỏ nhỏ à xin mà xin ra lên nhỏ 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 cho xin bơ bơ không xương nhưng không thích bơ mà nhỏ nhỏ tôi nó đã rồi ừ con mình đã nhưng mà cái đi mình đi kiếm tiền rồi lại ra sao tốn tiền thì phải cho nó to tôi không có thích mấy vụ mà tôi to nữa cho mấy xin mà nhỏ nó coi ôi mình cái này xin mình cái à ôi đây xin mình nhỏ xin ba cái kia nữa mình xong con cái chăm cần cần cổ căng căng ơi mình xin lỗi mình xin lỗi mình tu mình xin lỗi mình cho xin cái dư leo dư leo xin mình cái con mình ô ca con đi xa lại ô đây mình cái con mình 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 nhắm quá cái gì không mong mua mà mua tiêu chân tiêu chân mua từ chân mà nay cái năng mà có chi gì đâu cao khăm mua từ chân chỉ để cho miếng ngót chứ thôi xưa qua ba cái miếng ngót bây giờ không phải con chị cha ba chú nói gì mà có mua từ chân gì đây không tổng nữa nãy á là đây gũ đây đi massage tay không chịu rồi ông thầy mới gũ lại nói thôi massage mệt lắm đi hát karaoke đi anh thích hát karaoke mà kiếm mấy đứa em gái là tiếp viên á mập mập bự bự á chứ đừng lựa mấy nhỏ nhỏ đó là anh thầy kêu vậy nhỏ à? Dạ, rồi anh này anh nói vậy rồi mấy em đó mình vô mình có kêu món gì không chấm muối tiêu chanh hay là tiêu ớt đồ gì đó dạ. Anh nói qua lại vậy đó là anh thầy ổng đều yêu cầu anh này là đi karaoke hết sức mà karaoke chúng ta cô đang qua trên có quay không xa anh xin đâu mà tôi đi cho thêm một ngọt để trong tay trong mình anh cho mình trong mình như này kêu có mai sao có mai em tao không ok cứ phải sao mà đây mà mơ với nghe mày 18 16 17 12 con ui ra mà cái tôi đang ngang mình đại đặt chọc trắng ngon à mình xin đâu nó 18 17 16 17 10 nó dưới tuổi thanh niên rồi ui sao mà hang cái này căng gì tôi thanh niên là đi tù một không ai bà ông thầy ổng nói cái gì 15 16 gì chẳng mà 15 16 là một râu hả? Một cái ơi, một râu hả? Một râu gì đó hả? Tôi nghe nói đó. Tôi cũng không biết nữa, hỏi chú thầy coi. Chú, ông thầy ổng nói vậy là sao chú? Mấy cô ngộ quá. Đó là câu thằng chú của thầy để thầy trừ tà. Mấy cô cứ ngồi yên đó đi rồi thầy trị. Tôi không biết, tôi mới hỏi. Cứ mấy cô cứ ngồi yên đó đi để thầy trị cho. Không biết đâu. Những câu thằng chú của thầy không đó. Bây giờ hai thầy nói lại y chang hồi nãy đi, tôi cho hai thầy 500 muỗng cà phê nè. Ngồi sao đi vậy? Ủa sao đi luôn, dặn luôn hay đi nè. Tôi coi mà nghĩ chị bệnh bà luôn. Thôi ông thầy dỗm đi. Đó, ta kêu ngồi im lát là chị bệnh không nhau. Nó kêu hỏi hoài. Hoài mà nó không biết mình mới hỏi. Hỏi lần hay lần thôi. Hỏi lần lần mà nó không biết mình hỏi hoài nghĩa mà cũng khó nữa. Tôi hoài. Làm thầy hoài bởi vì ông thầy dặn luôn rồi nó nghĩ chi bệnh bà đó.